xe phía trước có siêu xe. Xin chào các anh em chiến hữu, hôm nay là ngày chủ nhật, Hưng Nha Trang sẽ dẫn các anh chị em đi tới một địa điểm check-in rất là đẹp tại thành phố Nha Trang. Đó là một quán cà phê nằm trên một hòn đảo có tên là Jambe Island. Cái quán này là mình sẽ đi đường 2 tháng 4, nó có một cái cầu thì mình sẽ băng qua cái cầu đó, anh sẽ ra tới cái hòn đảo này. Với tông màu chủ đạo là màu tím, đem lại cho chúng ta một cảm giác rất là dễ chịu. Nó cũng giống như quán cà phê tím ở trên Đà Lạt, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ ngắm được cảnh dòng sông Cái, là một dòng sông lớn chảy qua thành phố biển Nha Trang. Phía trước các bạn là dòng sông Cái, là một dòng sông lớn chảy qua địa phận tỉnh Khánh Hòa. Dòng sông này là cung cấp lượng nước chủ yếu cho thành phố Nha Trang cũng như là các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và huyện Diên Khánh. Ngồi ở đây thì chúng ta sẽ nhận được những cơn gió rất là mát từ trong đất liền thổi ra và một khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Sau khi đi uống cà phê xong thì chúng ta có thể dạo một vòng quanh đảo Jambe Island. Ở đây có rất nhiều cái địa điểm đẹp mà chúng ta có thể chụp hình cũng như là để ngắm cảnh khi đến thành phố biển Nha Trang. Thì giờ chúng ta hãy đi vòng vòng quanh cái hòn đảo này để xem thử là cái khung cảnh nó có đẹp hay không. Từ vị trí này thì chúng ta có thể thấy được tháp bè Bonaga và cầu Sớm Bóng. Đó là hai cái địa điểm quen thuộc mà khi chúng ta đến thành phố Nha Trang chắc chắn là đều biết tới. Cảm giác khi mình đến đây là có không gian rất là yên tĩnh, thoáng đãng, cách xa sự ồn ào của đô thị, là một nơi rất tốt để tìm kiếm sự thư giãn cũng như là tránh xa những điều xô bồ trong cuộc sống. Điểm nổi bật khi tới Jambe Island là một cây cầu rất là đẹp. Cái cầu này là thường được sử dụng để chụp ảnh cưới của các cặp đôi khi lựa chọn địa điểm này để chụp hình.
Winner mà đi độ cái dèo FZ đây là thấy đẹp nè. Một là độ về như FZ, còn hai là để gì rin là đẹp nhất. Thế còn đừng có tháo cái gì ra mà gắn cái biển số không thì nó cũng không có đẹp, là đi mùa mưa là nó văng bùng rất là nhiều. Sao đi buổi tối không thấy bật đèn đuốc gì hết đây ta? Phê ở khu du lịch Chambe Island đó, thì nãy quên giới thiệu về giá cả. Thì giá cả ở đây nhìn chung nó cũng là tạm chấp nhận được. Với cái giá đó là tạm chấp nhận được, tại vì đây cũng là một dạng du lịch cho nên là giá nó cũng hơi cao một chút, nhưng mà không sao, đây giá cả cũng không phải chặt chém gì mấy. Cho nên là, nhưng mà đổi lại thì tới đây có một cái không gian rất là yên tĩnh, rất là thoải mái và khung cảnh rất là đẹp, phù hợp cho những bạn thích chụp hình, check-in, sống ảo nè, là rất là phù hợp luôn. Đây đây, đường đi Chambe Island là sẽ rẽ về phía bên tay phải đây nè, chỗ mà cái đèn sáng sáng á. Còn không thì các bạn lên Google search Chambe Island Nha Trang thì nó sẽ ra cái địa điểm rất là đơn giản luôn. Khi tới đây thì cứ tới quán này để uống cà phê, ngắm cảnh cho nó vui. Yeah, phía trước có siêu xe. Xe đẹp. Xe này là giống như cái xe của cái anh bên nước ngoài ảnh review nè. Xe cover COVID gì nè. Xe giống của cái anh Kim Moto Vlog ở nước ngoài á, review. Xe này thì về Việt Nam là khoảng 5 tỷ đến 6 tỷ. Còn ở nước ngoài thì khoảng 60-70 ngàn gì đó. Nghe anh Kim nói vậy. Xe này đi dạo dạo đây chắc là đón đầu để ăn mừng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, nhưng mà ai ngờ thua. Nên là thôi chạy về chắc luôn. Tại vì thấy sơn cái màu đỏ với lại màu vàng nè, thì chắc là để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà thôi thua mẹ rồi, thôi giờ về ăn cơm nước với vợ con chứ đi một vòng chi nữa. Mẹ bốn cái ông bô luôn. Mà sao cái âm bô nó hơi hiền ha. Hay là chắc do chạy chậm á. Chứ còn nếu chạy nhanh thì chắc là cái tiếng bô nó rất là phấn khích luôn. COVID. Đây, mày quẹt cái đèn đỏ. Mình sẽ nhìn lại để mình quay. Chia tay từ đây luôn. Đi về. Rồi, vlog này đến đây là kết thúc nha. Xin cảm ơn các chị em đã đồng hành với mình trong suốt thời gian nãy giờ. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.